tặng cho đất phải đóng các loại thuế phí nào? Theo như quy định hiện hành, thì khi tặng cho đất sẽ phải chịu các loại thuế phí như sau. Đầu tiên là thuế thu nhập cá nhân 10%. Lưu ý, trường hợp tặng cho đất giữa các thành viên trong gia đình sẽ được miễn thuế thu nhập cá nhân. Thứ hai là lệ phí trước bạ 0,5%. Lưu ý là trường hợp tặng cho đất giữa các thành viên trong gia đình cũng sẽ được miễn lệ phí trước bạ. Thứ ba là phí công chứng. Tiền phí công chứng hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất tính trên giá trị quyền sử dụng đất. Nếu các bên không đi công chứng hợp đồng mà chọn chứng thực thì nộp phí chứng thực. Thứ tư là lệ phí cấp sổ đỏ. Mỗi địa phương sẽ có mức thu khác nhau dựa trên điều kiện cụ thể, chính sách phát triển kinh tế xã hội. Và cuối cùng là phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Mức thu lệ phí sẽ căn cứ quy mô diện tích của thửa đất, tính chất phức tạp của từng loại hồ sơ, mục đích sử dụng đất và điều kiện cụ thể của địa phương để quy định mức thu phí cho từng trường hợp. Như vậy, khi thực hiện tặng cho đất thì người dân sẽ phải đóng các loại thuế phí nêu trên.